Một rừng say ấm nở hương ngọt ngào chim én đưa tin chú xuân rón chân về đây. Thấy hoa là thấy Tết đến rồi đó các anh chị. Hôm nay em tiếp tục tìm cho các anh chị mình một cái dòng chơi Tết nữa ha, với màu sắc vô cùng rực rỡ luôn, đó chính là dòng Siam. Ba cánh màu vàng, ba cánh màu hồng. Thì đây là một cái dòng hoa về đột biến cánh các anh chị, mà thị trường Thái người ta rất là yêu thích cái mặt hoa này. Bởi vì hoa nó có màu sắc rất là tươi sáng, rực rỡ, thích hợp mình chơi trong những cái ngày Tết nè. Và hoa nó có dạng chùm ha, mình thấy hướng nào nó cũng có cái vòi hoa hết. Nên các anh chị mình thấy vơm cánh nó rất là tròn đều ở cái vòi hoa. Nó biểu trưng cho sự tròn đầy các anh chị ha. À, vừa đẹp vừa thơm mà mang ý nghĩa rất là sâu xa nữa. Mà hôm nay Siam thì nó lại có thêm một cái phiên bản nữa là bản lá mít, rất là đẹp luôn mọi người. Với cái dòng này á, thì các anh chị ngoài chơi hoa thì mình chơi thân thủ nha. Thử Siam thì chơi thân thủ là bao phê bao đẹp. Bản lá mít xếp từ gốc tới ngọn luôn. Và đây là đặc điểm của dòng này ha. Mình không có phải chăm sóc nhiều phân thuốc, phân nù thì bản lá nó cũng đẹp y như vậy hết. À, hôm nay em đã tìm được cho mình cái lô Siam cây lớn, cây cao to, bản lá bự đẹp để cho anh chị mình chơi Tết. Cũng có sẵn nụ luôn. Đây là những cái chậu bán nè mọi người. Hướng thì nó, đây là những cái chậu một cốt ha, nó sẽ tầm khoảng 4 thân đổ lên cho các anh chị. Em sẽ lựa cho mình những cây mà nó có lá chân đầy đủ nè, xếp đẹp, xếp rụt luôn, xếp lá mít rụt luôn, và những cái chậu mà đang sẵn vòi nụ để về các anh chị mình không cần phải kích hoa. Thì ở đây có những cái chậu là nụ mới nhú như thế này nè anh chị, nụ nhú nhỏ ha. Rồi đây là những cái cây nhú dài cho mình nè. Thì có nhiều cái lứa nụ khác nhau, mới nhú, nhú dài, rồi nhú dài hơn, ví dụ như anh này. Nếu như mà anh chị nào muốn chơi Tết hoặc là mình muốn làm quà tặng thì mình có thể chọn những cái nụ dài như thế này để các anh chị mình tặng. Thì một cái chậu Siam hàng 18 nó to bự như những cái chậu thiết kế. Với chậu thiết kế thì các anh chị mình sở hữu ít nhất là phải 350 mình mới mua được một chậu. Nhưng ở cái lô này thì mình chỉ cần bỏ ra 250.000 thôi là anh chị mình đã có thể sở hữu một chậu ngang ngửa như chậu thiết kế, đang vòi nụ, và em sẽ bao phí ship cho mình. Và ở lô này thì cây bản lá đẹp hơn rất là nhiều, không lỗi, không túm ha mọi người ha. Và rất là nhiều vòi. Và trong cái lô này các anh chị mình thấy nó 10 cây như một luôn nè cả nhà nè, rất là mập mạp ha. Và ở cái dòng Siam này mà các anh chị mình có thể đi thêm một xíu phân nù một cái nữa ha, là nó sẽ không cao nhưng mà nó sẽ tập trung về thân thủ, nó sẽ to bự cho các anh chị mình và bản lá siêu đẹp luôn.